Chúng ta sẽ tiến hành một cái mô phỏng nhá, mô phỏng lát cho nó dễ hiểu đúng không? Rồi thế thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ làm như sau. Thế thì trên con router này thì chúng ta sẽ đây chúng ta router một bây giờ đóng vai trò lát server các bạn nhá. Rồi. Thôi 6.8 là 6.10 được nhé các bạn. Thôi đặt 6.8 đi. Con này tôi đặt 6.8 nhé các bạn nhé. Rồi. Thế đấy là VMLet 2 đúng không? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục sang cái con NAT server. LAN server này có hai cạc mạng này. Thế bây giờ chúng ta bỏ cái dịch vụ, chúng ta gỡ cái dịch vụ routing đi. Chúng ta gỡ cái dịch vụ này đi để chúng ta sẽ làm tiếp theo. Cái này có hai cái con NAT server này có hai cạc nhá. Cạc là thứ nhất là cạc bên mạng 6.0 đó là rồi. Đây chúng ta sẽ sửa thành địa chỉ. Rồi con này 6.1 ok. Còn con này đầu kia là 2.1, con này, XLR là 2.1 đúng không các bạn? 6.1 nhé. Cái này là 2.1 các bạn nhé. Các bạn để 200 được nhưng mà thôi theo mô hình thì chúng ta cứ thế này. Cái này chúng ta để là 192 này, 168 này, 2.1 này. Rồi. Đây các bạn sửa cái tên nó đi không lại nhầm. 192.168.2.1 chúng ta đây là một địa chỉ outside chúng ta muốn là biển bên ngoài. Rồi. Thứ hai là có một con máy để test nữa. Con máy 2.10 đúng không? Chúng ta có một con máy 2.10. Con máy 2.10 đây, cái con cạc mạng này cạc là 2, đây cả 2.10 chúng ta lấy một con PC nữa. Đây chúng ta VMnet 2 nhá. Đây VMnet 2 này, VNet 3 này, VNet 3 với 3 nhá. 2 2 3 rồi. Thế còn đây là chúng ta lấy con này luôn. Rồi chúng ta lấy luôn con này nhá. Rồi ok. Con này là 2 2 chấm 2 chấm 0. Con này là VMLet 3 nhé. VMLet 3 để nó cùng với giải với con cùng cả kia đúng không? Đổi IP đi. Cái này IP là 2.20, 2.10, 2.20. Nhé. Hai này, 20 này, 2.1 nhá, cái gateway của con NAT này. Rồi, thế trên NAT server nhá, thì các bạn bạn đặt xong hết IP rồi đúng không? Rồi, các bạn kiểm tra xem. Rồi, bây giờ, rồi, các bạn sẽ tiến hành gỡ cái dịch vụ định tuyến đi hoặc là
bạn gỡ dịch vụ định tuyến đi nhá, hoặc là cho các bạn thiết lập một cái server trắng. Thôi tôi gỡ dịch vụ định tuyến đi. Thôi tôi restart lại từ cái snapshot 0 để cho nó trắng tinh cho nó dễ làm. Cái này có hai cạc mạng nhá. Rồi, cái này phiên bản S2 này, hai là cái cạc cũ này. Hai là mạng mạng 6 nhá. Rồi chúng ta off đi, chúng ta thêm một cạc nữa. Chúng ta thêm một cạc nữa nhá. Cạc này cả viên mặt led 3 này. 3 là nối với bên cạc lát đấy. Rồi. Thế thôi cho nó chúng ta cứ làm trắng từ đầu nhá, cho nó dễ. Đấy thì chúng ta sẽ có còn một con NAT server có hai cạc mạng này, 192.168.6.1 là gateway LAN là lối với cái máy miền inside này, bên trong này. Còn con 192.168.2.1 là gì nhỉ? Là bên ngoài này, ngoài internet này. Đấy. Gateway của nó có thể modem nhé, nối ra modem ngoài internet cũng được. Hoặc để chúng ta để chống được. Thế thì nhiệm vụ của chúng ta là gì nhỉ? Là đem tất cả cái giải IP bên trong cái giải là 6.0 này chuyển thành thành 2.1 này. Đấy. Thế bây giờ con 6.8 của chúng ta muốn ra thằng 2.20 thì nó sẽ được dịch chuyển thành 2.1, xong từ đây nó mới dịch chuyển chuyển ra thằng đây. Bởi vì trên này chúng ta không cài dịch vụ định tuyến. Chú ý ở trên cái máy này bây giờ chúng ta không cài dịch vụ định tuyến nhé. Chúng ta không cài dịch vụ định tuyến cho nên nó không thể là gì nhỉ? Không thể từ các máy tính bên máy tính này nó định tuyến sang bên này được, đúng không? Không thể truyền thông được, bởi chính vì vậy chúng ta phải dịch chuyển địa chỉ, dịch cái các địa chỉ bên mạng 192.168.6.0 này thành cái địa chỉ 2.1. Thì tất cả nó sẽ đem tất cả bên các IP bên giải bên này thành 2.1 cho nên nó truyền thông được ra bên này. Đấy, ý nghĩa của dịch vụ LAN như thế. Thì trên NAT server chúng ta sẽ không cài LAN routing. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành như sau. Chúng ta đặt IP đúng không? Chúng ta sẽ tiến hành đặt IP trước. Chúng ta chú ý là cái mà cái cạc thêm vào thì bao giờ là cái cạc số 2 nhé, cho dễ nhớ. Rồi cái cạc này chính là cạc cạc này chính là internal đúng không các bạn? Internal. Internal. Cái này là 192 này, .168 này, chấm 6.1 này. Còn các này các XLR này. Một 192 là chấm 168 này, chấm 2.1 này. Chúng ta đặt IP cho hai càng này. Một 192, 168, 6.1, rồi kết nối LAN. Còn cạc bên này chúng ta để là 192.168.2.1. Cái quầy LAN chúng ta có thể để ngoài internet tùy. Nhưng mà chúng ta có kết nối internet chúng ta chuyển nó ra ngoài internet. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra thử từ cái con 6 máy 6 chấm sang đầu bên cạc bên 6.1 và con 2.10 sang đầu 2.1 nhé, xem thông chưa. Chúng ta hình như chúng ta chưa tắt firewall đúng không? Chúng ta sẽ tắt firewall đi. Rồi chúng ta tắt firewall rồi chúng ta sẽ
Chúng ta ping là 192.168.6.1. Rồi thông rồi. Đầu này chúng ta ping ping 192.168.2.1. Rồi thông rồi. Hai đầu thông chúng ta có thể tiến hành cài trên NAT server nhé. Rồi trên NAT server này bắt đầu chúng ta làm này. Các bạn vào cài dịch vụ RDAP này. Ở cái role này, chọn role này, add role này. Các bạn nhấp next này. Các bạn chọn network and proxy and access service, nhấp next. Nhấp next. Cài dịch vụ routing nhá, check routing đây. Các bạn install nó đi. Thế sau khi cài dịch vụ này thì chúng ta sẽ chọn chỉ chọn dịch vụ LAT thôi, chứ không cài dịch vụ sắp routing nữa.